quá. Mỗi lần mà đi lựa cây là ngủ không à. Hello mọi người, mình sẽ đang quay trở lại một video mới. Thì như thay đồ thì sẽ làm một video với chủ đề là một ngày chỉ là màu xanh thôi. Và màu xanh là một cái màu mà Quỳnh Thi hình như là rất là ít hoặc là không có trong tủ đồ luôn. Thì để xem là hôm nay Quỳnh Thi có thể hoàn thành cái thử thách này tốt không nha. Thì Quỳnh Thi cần phải sử dụng và ăn những cái gì có màu xanh lá ở trong đó thôi. Ok, let's go. Ok, đây là Quỳnh Thi sẽ cho mọi người xem cái bàn trang điểm mỏng nhan của Quỳnh Thi. Đây là một cái mục mà nó kiểu phục hồi da mà dạo này da hơi mỡ. Ok, thì nhưng mà Quỳnh Thi sẽ để cái mặt màu xanh lá này để Quỳnh Thi ăn sáng luôn nha. Quỳnh Thi nghĩ là sáng nay Quỳnh Thi sẽ ăn ngũ cốc với lại một số cái trái cây có màu xanh lá nha. Nhưng bây giờ mà kêu ăn cái gì màu xanh cũng không biết ăn cái gì màu xanh hết á. Đây là đồ ăn sáng của Quỳnh Thi. Mọi người thấy không? Quỳnh Thi sẽ ăn nho với kiwi, bơ cùng với lại ngũ cốc của Hebe. Ăn không? Đi đâu ăn được đâu. Đi nhìn gì vậy? Khéo. Thôi Thiên nghĩ chiếc bơ đều Thiên rất làm vơi giọng quá. Đây, ta-da. Đó. Ăn dụng với mọi người ngon quá. Nguyên ngon quá. Thì rất là thích ăn nho luôn á mọi người. Đặc biệt là nho kẹo rất là mê. Tại vì nó kiểu thơm cực kỳ luôn. Độ phủ da u. Xếp vậy thôi nha mọi người cho nó đẹp á. Chứ mà thật ra ăn á là Quỳnh Thi sẽ trộn tất cả mọi thứ luôn. Ta-da. Cái này là một cái hạt ngũ cốc Quỳnh Thi rất là thích ăn luôn. Cái hạt nó thơm mà nó béo. Đó. Buổi sáng á mà mọi người gấp á, mọi người chỉ cần ăn một cái ly như vậy thôi là đã như là có rất là nhiều năng lượng rồi. Tại vì trong những cái hạt như này á là nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng mọi người. Ở trong này nó sẽ có 30% yến mạch, là ốc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt bí, rồi nho khô Việt Quốc. Bình thường á ít khi nào ăn như vậy lắm, Quỳnh Thi toàn mở cái bịch trong khi ăn ăn liền không mọi người. Ăn sáng đúng thử thách rồi nha mọi người nha. Ta da. Thế ăn vậy là vừa, tại vì trong nho nó cũng ngọt đó mọi người. Nhưng mà mọi người muốn ăn ngọt hơn thì mình có thể bỏ thêm mật ong nữa nha. Nhưng mà mình thấy là như vậy là vừa lắm rồi. Mình thì đang xem lại phim Vườn Sao Băng nha mọi người. Đây là một ly nước ép cần tây. Mà hôm qua Quỳnh Thi ép, Quỳnh Thi đã uống trước một ly rồi. Bây giờ thì sẽ uống luôn cái phần nửa ly còn lại nha, để hoàn thành buổi sáng. Sự hết ly này xong mình sẽ vô mình lựa đồ mình đi nha mọi người. Ăn uống kiểu này là sống tới 300 tuổi luôn. Mình thấy lục tủ thì thấy được hai bộ đồ xanh lá duy nhất luôn. Một cái đầm này là của Onmet rất là xinh. Mà Quỳnh Thi được Onmet tặng. Đây là một bộ này là của Flurry nha mọi người, màu xanh lá. Mình Thi rất là thích cái đầm này luôn. Nhưng mà Quỳnh Thi nghĩ là nếu như mình đi ngoài đường á mà Quỳnh Thi mặc cái này thì nó sẽ hơi bị lố chút xíu. Tại vì đây là đầm dài rất là đẹp luôn. Chứ Quỳnh Thi sẽ mặc bộ này. Ok. Quên để lộ mặt nạ ra cái đó chứ. Đây, làn da sau lớp mặt nạ. Ok, thì theo dòng sự kiện Quỳnh Thi cũng sẽ sử dụng một bộ skincare màu xanh lá nha. Đây là một bộ skincare mà chuyên phục hồi da của Cariofi, dành cho những làn da nào mà vừa mới điều trị xong nè và đang bị kích ứng mẩn đỏ, da nhạy cảm, mấy bạn có thể sử dụng qua cái bộ này nha. Thì nếu như mấy bạn có theo dõi Quỳnh Thi thì chắc là cỡ dịch đợt trước là Quỳnh Thi đã sử dụng tẩy trang Cariofi suốt. Quỳnh Thi xài tới 2-3 chai 300ml bự gì nè mọi người. Lúc Quỳnh Thi xài á là da Quỳnh Thi đang treatment rất là nặng. Quỳnh Thi peel da mọi người, peel mà kiểu nặng đô luôn á, để bay hết tàn nhang đi á. Nhưng mà sau khi peel xong á thì nó mờ, nó cũng bay hết tàn nhang nhưng mà nó lại trở lại mọi người. Cho nên là bạn nào muốn điều trị tàn nhang mấy bạn nhớ cân nhắc. Tại vì tàn nhang á là một cái rất là khó trị luôn. Thì trong cái khoảng thời gian đó là Quỳnh Thi có sử dụng qua tẩy trang Cariofi suốt. Mà sau khi peel xong á là da của mình nó cực kỳ nhạy cảm. Mấy bạn xài những cái mà có hương liệu hoặc là cồn á là da của mình nó sẽ nóng rát, nó sẽ đỏ và nó sẽ nhạy cảm, nó sẽ làm cho da mình kích ứng. Mà Quỳnh Thi xài cái đó thì không bị, cho nên là chắc chắn
chắn là sắp tới thì sẽ mua lại, tại vì là tẩy trang nhà Thi cũng đang gần sắp hết rồi. Hôm nay Thi xài bộ màu xanh này á, là một phần cũng do chủ đề video này. Bộ Carefree này thành phần chính là rau sam nè, rau má nè, cúc la mã với lại HA. Đầu tiên sẽ là toner. Thì Thi đọc có thể thấy hãng nói là trong bộ sản phẩm này á, là có một cái hệ thống moisture với lại calming system sẽ giúp cho làn da của mình được dưỡng ẩm, với lại nó sẽ làm cho làn da của mình giảm căng thẳng á. Toner này là dạng nước cho mọi người, hơi sệt chút xíu giúp làm mát nè, cấp nước, thấm nhanh, và có thêm parthenol nữa giúp củng cố lại hàng rào bảo vệ da và làm dịu da rất là tốt. Tiếp theo sẽ là serum, thì serum sẽ giúp cho làn da của mình được tăng ngưỡng cấp ẩm lên nè với 1500 ppm HA. Đồng thời cũng sẽ giúp cho da mình được giảm nhiệt nè và làm dịu kích ứng cho da. Ok, và đặc biệt nhất sẽ là kem dưỡng nha mọi người, bao nhiêu tinh túy của bộ này là nằm trong hũ kem dưỡng hết. Trong loại kem dưỡng này sẽ có các thành phần hoạt tính mà thực vật nha mọi người, nó sẽ chuyên biệt về làm dịu da không thôi. Ngoài ra còn có thêm guazulin nè và các thành phần chính mà Quỳnh Thi nói lúc nãy nha. Giúp làn da của mình được làm dịu nè và tăng cường phục hồi da, làm lành vết thương và thu nhỏ lỗ chân lông. Và loại bỏ những cái chất độc hại trong da của mình vì tác động môi trường mọi người, nhờ chiết xuất cây phỉ cũng sẽ giúp cho làn da của mình thúc đẩy cái quá trình tuần hoàn da luôn. Cá nhân mình thấy á, thì cái hũ này chắc là xài sẽ rất là nhanh hết, tại vì chất của nó là gel mà dạng gel hơi lỏng mọi người, có màu xanh nhạt nhạt. Hũ này là 50ml thì nghĩ chắc xài cỡ 1 tháng là hết. Thoa lên trên da mặt của mình đó là nó sẽ kiểu để lại một cái lớp mát mát và nó thấm rất là nhanh. Thực sự là những cái sản phẩm mà phục hồi da thì những bạn mà da khỏe, mấy bạn sử dụng mấy bạn sẽ không có thấy quá nhiều công dụng hay là tác dụng trên da hết. Nhưng mà những bạn nào mà da hay kích ứng hay bị mẩn đỏ như mình thì bạn sẽ hiểu những sản phẩm này là những cái mà không thể nào thiếu trên cái bàn makeup của mình, trên cái bàn dưỡng da của mình không bao giờ thiếu. Cuối cùng là Thi cũng có một cái giveaway nhỏ dành cho mọi người đây. Đây là một cái bộ sản phẩm mà brand đã tặng cho Quỳnh Thi, hình như mới đây Quỳnh Thi mới nhận được ngôi sao á. Còn cái này là bộ Thi đang sử dụng. Thì Quỳnh Thi muốn tặng lại cho ba bạn may mắn nhất. Nếu như mấy bạn comment cho Quỳnh Thi là làn da của mấy bạn đang trong tình trạng như thế nào và content mấy bạn muốn Quỳnh Thi làm là gì, Quỳnh Thi sẽ chọn random ra ba bạn để Quỳnh Thi tặng cái phần quà này nhé. Cho những bạn nào mà muốn trải nghiệm nhưng mà không trúng giveaway đợt này thì mấy bạn có thể nhanh tay vào description box của Quỳnh Thi, tại vì là Carefree đang sale rất là nhiều, gần như là nửa giá luôn, cho nên là tranh thủ nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị để đi tiếp đây. Bây giờ thì Quỳnh Thi đang trên đường để đi mua cây xanh nha mọi người. Đợt trước là cũng đã mua cây rồi nhưng mà là không chăm cho nên héo hết trơn. Để phải mua lại. Chị ơi, em muốn kiếm cây để trưng trong nhà á chị. Dạ đây chị. À dạ rồi, ok. Chị có cây hạnh phúc không ta? Hồi đợt hạnh phúc thì dạ. Dạ có. À, em cũng rành nữa, ít khi nào mua cây nữa. Nên cái gì chị tư vấn giùm em nha. Cây vàng mới không chị? Mới thôi chị. Dạ. Ủa, em kiếm là xong rồi chị. Dạ. Rồi bật tiếp mặt. Lấy cho em một cây này. Ok. Với hai cây này nữa đúng không? Dạ. Cái vườn cây này quá trời luôn á. Hồi đầu Quỳnh Thi mua, Quỳnh Thi có cái cây hạnh phúc dễ thương lắm mà nó còn bị hư hết trơn. Bên em thì không có, chỉ có châm ổi, như ổi nó nở hết hoa. Thích mấy cái kiểu, mấy cái màu giống vậy nè mọi người. Sao cây đa. Thế sao, tại vì trong nhà kiểu có cây cố nó sẽ có sinh khí hơn, cho nên là Quỳnh Thi phải đi mua cây lại. Tại dễ thương quá à. Mỗi lần mà đi lựa cây là mũi hoa. Một cái thịt Quỳnh Thi kiểu dễ bị mũi cắn luôn. Ăn cái gì màu xanh ở trong thi sao phù bì.
order món xong thì mấy bạn đoán thử coi Lùng Thi đã gọi món gì bộ xanh lá ở Forbes nha. Tại vì lúc nãy trước khi mà Lùng Thi qua đây, Lùng Thi nghĩ là không lẽ là chỉ gọi salad không thôi thì kỳ đúng không, nhưng mà có rồi, đoán thử coi là gì ha. Thì ví dụ Thi đang ngồi đợi chị Quỳnh mấy nắm, tại vì Thi cũng có rủ chị Quỳnh mấy nắm ra ăn chung cho vui. Sau đó thì Lùng Thi sẽ phải đi shopping, tại vì trong ngày hôm nay Lùng Thi chỉ được sử dụng với lại ăn những cái gì mà có màu xanh thôi, mà không có tẩy trang nên là phải đi kiếm. Ăn theo phong cách người Việt nha mọi người. Xin mời. Mẹ đi với nấm luôn á. Không, mẹ đi. Không, mẹ ẩm xuống nè. Mẹ ẩm xuống thôi rồi mẹ lên xe lại. Lạnh quá, nấm ơi. Lạnh quá, nấm ơi. Đi lên lầu, lên lầu lửa mới chết. Một thang này rất chạy luôn. Muốn đi các con trai mà xuống luôn. Chờ hai bánh thôi. Ở nhà hết tẩy trang cho nên Lùng Thi sẽ vô PT Box để Lùng Thi lựa một số đồ một xanh lá nha mọi người. Cái chai Chanel. Cái gì? Cái gì? Chai Chanel. Trời ơi con ơi, hôm nay video của Lùng Thi mà sao con chiếm hết like mà vậy? Lùng Thi sẽ mua một chai tẩy trang. Ủa, không có chai tẩy này bự quá ta. Cái này là một sữa rửa mặt Lùng Thi rất là thích. Rất là thích luôn. Chai sắt. Chai sắt. Rồi ok ok, nắm sắt giùm Lùng Thi nha. Dạ. Ở nhà nhiều tẩy trang lắm